có cô giáo. Rồi, thế nếu mà mình gặp các bạn thì mình nói xin chào, đó mình sẽ nói như nào đó mình? Ni hao. Xin chào họ, rất là tốt. Rồi, chúng ta làm lại cho cô nào. Khi chúng ta gặp một bạn chúng ta chào, chúng ta nói làm sao? Ni nếu như chúng ta gặp cô giáo thì khi cô giáo chào là ni hao.